Hello, xin kính chào anh em. Và hôm nay quay trở lại với anh em thì mình ghi quay cái mạch. Mạch lát đê các bạn, xài con IC3116D2 ha. Đây thì cái mạch các bạn thấy là rất là nhỏ gọn ha. Thì mạch này nó hai kênh ha. Thì anh em muốn mua thì mình sẽ báo giá mạch này sau ha. Còn hôm nay thì không phải mà quay mạch này không cho anh em xem đâu ha, mà sẽ làm một cái mạch đảo pha. Vì đây là cái mạch lát đê và công suất hai kênh nè. Đây là hai ngõ ga lo ha. Thì cái mạch này là cái thông số mà nhà sản xuất ghi là 100W cho một kênh ha. Rồi thì ở đây cái đường in nó vô nó có chính giữa là mát nè, hai bên là hai cái tín hiệu ha, hai tín hiệu được chỉnh lớn nhỏ bằng con biến trở. Thì này mình để biến trở ở đây là 50% ha. Rồi đây là cái ngõ cấp nguồn vào nè. Đây thì mình đã cấp nguồn rồi, bóng đèn sáng ha, lấy nguồn từ ắc quy ha. Đây lấy nguồn từ ắc quy, còn lấy cái nguồn nhạc thì từ cái laptop ha. Còn đây là cái cổng dây mà để mình cấp nguồn cho mạch đảo pha của mình mới vừa làm đây. Đây mạch cực kỳ nhỏ gọn luôn các bạn ha. Đây mạch làm thủ công ha. Rồi mạch cực kỳ nhỏ gọn luôn ha. Rồi thì trước tiên mình sẽ test cho các bạn. Đây này không có gì chân ha, chỉ cấp nguồn vô cho nó thôi. Đây thì trước tiên mình cấp nguồn vào rồi nè, mình sẽ test cho các bạn xem. Đây có dây tín hiệu nhạc rồi nè, nhạc nó cũng đang chạy luôn nè. Ha. Rồi thì đây là đây bạn thấy để dấu cộng dấu trừ thì dấu cộng được để ra được bắt vào rồi ha. Rồi mình đưa vào cái dấu trừ nè, đây đưa vào dấu trừ ha. Ha, còn bên đây nè để dấu cộng nè, dấu trừ ha. Đây mình đưa vào dấu trừ cho bạn nghe ha. Có nghĩa là chứng tỏ là hai cái dấu trừ này nè là được mát chung ha. Thì mát chung mình lấy bên này cũng khác nè, lấy bên này cũng khác nè ha. Rồi ở bên cái ngõ ga cái lo bên đây là cái ngõ dương hay là mình dí vào cho bạn nghe ha. Không nghe được âm thanh gì chứ ha. Rồi có nghĩa là nghe cũng có nghe tín hiệu nhạc nhưng mà nó giống như là nó bị mất bát mất chép hết vậy đó các bạn, không có ga gì chứ ha. Rồi thì đây mình sẽ rút tín hiệu nhạc này ra ha. Rồi rút ở đây ha. Rồi ghi cái mạch đảo pha vào ha. Đây ghi vào đây. Rồi tay mình giờ cầm quay trong tay nữa ha. Rồi đây thì ngõ mạch đảo pha rồi mình cắm vào đây ha. Rồi thì ở đây dí vào cái cực dương cái bên đây nè. Các bạn dí vào được âm nó cũng vẫn nghe ha. Nghe nhỏ lớn khác biệt các bạn. Cái này các bạn có ở ngoài thì các bạn sẽ trải nghiệm được ha. Cái âm thanh nó nhỏ lớn nó hơi khác nhau xíu. Nhưng mà ở đây là cái mạch đảo pha này là để xài cho cái để tích hợp hai cái vế là thành một đó, là thành mạch công suất mà mắc kiểu BTL đó các bạn. Thì cái mạch đảo pha này á
mình đang vẽ lại từ cái bo công sức của hảo mi ha, chỉ lấy cái phần đảo pha thôi. Thì đây anh em quan sát ha. Thì ở đây là cái ngõ 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 vào này ha, đây các bạn nhận thấy cái cọng dây luôn nè. Đây thì hai dây tín hiệu mình chập lại ha, còn một cái cọng dây mát ra đây ha, nghĩa là vào là mono thôi ha, vào mono qua con tụ đây, ra sợi T nè, ra là qua hai con tụ sợi T, qua hai tụ cản, qua con trở 100 ohm ha. Đây là ra đây, có nghĩa là nhập hai kênh này thành lại thành một ha. Thì cái nguyên lý là khi mà các bạn mà mắc đảo pha hai hai kênh cộng dồn thì công suất nó sẽ nhân 4 ha. Thì các bạn có một số bạn thắc mắc là hỏi là tại sao mình phải làm như vậy ha, thì mình làm như vậy nó có tác dụng gì gì đâu. Mình thấy là ghim vào thì nó hát cũng có ba lớn đó. Đúng, gần đồng ý với các bạn là nó cái độ lớn của nó là sẽ như như nhau đó, nhưng mà cái công sức của nó, mình ở đây mình nói tới công sức là cái độ mạnh của nó ha. Nghĩa là thí dụ như là một kênh này là 100W, các bạn kéo được lo 4 tấc con 51 đi chẳng hạn, thì khi bạn bạn nhập hai kênh này này lại nó nhân 4 là 400W, thì các bạn có thể kéo lo 4 tấc con 63 ha. Con 63 con là chuyện bình thường, có nghĩa là mình nâng cái công suất của nó lên chứ không phải là nâng độ độ lớn ha. Thì cái độ lớn của nó là do cái phần khuếch đại, do phần tiền khuếch đại nữa ha. Ở đây có cái con là tiền khuếch đại này, để lấy nét đây, cái con dài dài này, con tiền khuếch đại ha, để quay mặt lại cho coi con này ha, con T là 074C ha. Thì cái con này là nó sẽ là hình như là nó gấp đôi con 4558 á, nghĩa là nó là con ốp em, nó để so sánh khuếch đại lên ha. Đó thì tại sao người ta phải làm cái khuếch đại này, cái tính chất của mạch lát lát D là nó mạnh nhưng mà công sức của nó mạnh á, nhưng mà cái độ lớn của nó là sẽ không có lớn ha. Cái độ lớn là cái độ khuếch đại lên các bạn, chứ không có cái độ lớn và độ công suất thì nó khác nhau ha. Mình nói thí dụ nè, độ độ lớn ví dụ như là cái âm âm cái âm thanh từ cái máy tính mình vô đây ha là một lần, thì nếu mà nó khuếch đại mà 33 lần con điện trở mà mắc xuống mát 1 ký á, và con điện trở hồi tiếp về 33 kg là khuếch đại lên 33 lần, thì qua qua công suất này nó sẽ đẩy mạnh lên đủ để đánh giao lo là 33 lần. Thì ở đây là trong máy tính là lớn lớn một thì ông ngoài lo sẽ lớn 33 ha. Còn cái công suất là cái độ mạnh của nó là có thể chịu đựng được, ví dụ như mạch này công suất lớn thì bạn có thể là câu vào lo công suất lớn được ha. Còn nếu mà mạch này mà công suất bé mà bạn câu vô lo công suất lớn thì có khả năng là sẽ cháy mạch ha. Rồi thì một số điều là trao đổi với các bạn như thế, là các bạn đừng nên hiểu lầm là cái công suất và cái hệ số khuếch đại, hay là nói cách khác là độ lớn, hay là ở trong sách người ta hay nói là biên độ của nó, các bạn có nghĩa là độ lớn ha. Thì âm thanh thì tín hiệu nói chung là được quyết định bởi biên độ và tần số. Biên độ là độ lớn nhỏ của âm thanh, tần số là thí dụ như các bạn tần số cao, tần số thấp, tần tần số chung là chỉnh bass mid chép của mình đó. Bass là tần số thấp, mid là tần số chung, và chép là hai là tần số cao đó ha.
và nó và cái tín hiệu này nó khuếch đại lên bao nhiêu lần là nhờ cái con này ha, nhờ con tiền khuếch đại này ha, nó khuếch đại lên lên nữa chứ không phải mà như thế ha. Đó là độ lớn mình cho thêm một, thì anh em mình trò chuyện chơi ha, thì để giới thiệu cái mạch đảo pha này rồi, thì nếu mà chia sẻ thì sẽ có file ha. Anh em mình nói với, để mà thí dụ thêm một cái nữa là các bạn mà gáp cái âm ly, các bạn cho nó hát trong công sức không, các bạn bắt cái máy tính lớn hết lóc luôn thì nó chỉ có ba lớn đó đó thôi ha. Đó là độ độ lớn, cũng cái mạch công sức đó nữa, mà các bạn thêm cái dàn rề ở phía trước ha, thêm mạch chỉnh ở phía trước, bạn cấp tín hiệu nhạc vào mạch chỉnh, các bạn chỉnh dạng lớn lên thì nó sẽ lớn hơn rất nhiều lần, cũng cùng một công sức đó 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 là một thí dụ dễ hiểu nhất ha. Thì có nghĩa là mắc BT là cộng hai kênh lại thành một ha, là cộng hai kênh lại lại thành một. Cái độ lớn của tín hiệu thì vẫn vậy, muốn lớn hơn nữa thì phải tham gia vào cái tiền khuếch đại này, còn cái công sức của nó là sẽ nhân 4 lần ha. Tại vì sao mà mạch BT, mạch BT là của Hảo My là nó để 7.200W các bạn, cái công sức nó rất là lớn, tại vì hai mạch đó nó nhập hai mạch 4 sò nhập lại thành một mạch 8 sò, công sức nhân 4 lên rất là lớn ha. Rồi đây thí dụ như cái này bạn sẽ ứng dụng vào một trong cái loa kéo được nè ha, thì bạn lấy hai cái ngõ dương ha là sẽ ra loa ha. Rồi bạn lấy hai cái ngõ dương thì nó sẽ là ngõ ra loa. Tại sao rồi mình làm cái mạch như thế này ha, mạch này là bạn thấy có ghim con gainer 5V1 vô ha, để mà phân cực cho cái con transistor này nó được khỏe hơn ha, nó không bị nóng. À, bạn nghe hình hình là cái nhà mình có đám đó các bạn. Rồi rồi ha, thì mình làm cái mạch này nè các bạn, thì cấp nguồn 12V vào luôn. Đây cấp 12V lấy từ cái ắc quy nè. Để các bạn mà có độ chế cái lò kéo á, thì các bạn độ vô 12V các bạn cấp nguồn vô luôn ha. Thì cũng không sao, còn các bạn mà độ vô cái amply mà nhập lại để quýnh súp á. Đây. Ở đây ở trên mạch này mình có vẽ một cái bớt 3 nè. Đây một cái bớt 3 ở chỗ này để cấp nguồn ha, đây để cấp nguồn, mà mạch này nó chỉ xài nguồn đơn thôi, không không phải là nguồn đôi, mà trong một phần ghề của mình là cộng trừ 12V đó các bạn. Thì các bạn cũng vẫn cắm cái bớt 3 vô đây được ha, có cái bớt 3 cắm vô vô được, còn cái phần trừ 12 mình đã bỏ lại một lỗ này, không có đường mạch gì chứ ha, nó thì các bạn cắm vô là xài được bình thường ha. Mình định là làm cái mạch đảo pha sử dụng con 4558 cơ, con IC ốc ốc em á, nhưng mà 4558 thì chi phí nó cao ha, mà nó lại là sử dụng nguồn đôi nữa, là khi cái sử dụng nguồn đôi nữa, các bạn muốn độ cái mạch lát lê như thế này vào trong cái lo kéo thì các bạn phải mất cấp nguồn đôi cho nó nữa, thay vì ở đây có nguồn đơn ha. Đây xài nguồn đơn thì mình cấp lấy nguồn đơn cấp thẳng vô vô luôn thì nó ok hơn nha. Đây các ắc quy là ga lo gì là ok. Còn mạch mà chỉnh thì trên thị trường hiện nay là cũng có mạch chỉnh cho lo kéo mà sử dụng nguồn đơn luôn á các bạn. Các bạn về đấu vào thành một cái lo kéo hoàn chỉnh nha. Rồi đây là cái hướng đi, đây mạch đảo, cái mạch rất là đơn giản, là xài con transistor thôi, để lấy cho bạn xem kỹ lại. Rồi thì video tới đây là tạm dừng ha, rồi xin chào các bạn, cho và chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ ha. Nếu có thời gian mình sẽ chứng minh trên cái mạch công suất sò thì nó cũng như thế ha. Rồi.